Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của anh thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Có một chủ đề mà có nhiều bạn hỏi và Dynoman cũng nghiên cứu từ khá lâu rồi, nhưng hôm nay mới gọi là có hơi đủ tự tin để nói. Đó chính là chuyện ấy của khủng long. Là một người tìm hiểu về khủng long trên 18 tuổi, chắc hẳn các bạn cũng từng thắc mắc rằng khủng long, trong nó có những loài với kích thước to bằng cả tòa nhà, thì sẽ làm chuyện ấy như thế nào? Hay những loài có thân hình đáng sợ với gai nhọn và phiến sừng như Stegosaurus sẽ phải giao lưu trong tư thế gì để không bị gai đâm vào nhau? Tin tôi đi, các bạn thắc mắc một thì các nhà cổ sinh vật học chuyên nghiên cứu khủng long thắc mắc phải đến 10. Vậy thì họ đã tìm hiểu được những gì về chuyện ấy của khủng long rồi? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nha! Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Khủng long, hay chính xác hơn là khủng long phi điểu, là những sinh vật đã tuyệt chủng và hóa thạch. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ không thể quan sát hành vi và lối sống của chúng trong đời thực. Ngay cả việc tìm hiểu ngoại hình chính xác của chúng cũng đã là một vấn đề, bởi hóa thạch xương vốn đã hiếm, thì hóa thạch của những thứ như thịt, da, lông thậm chí còn hiếm hơn thế rất nhiều. Những phát hiện quan trọng như các mẫu vật kiểu xác ướp hóa thạch, dấu vết của da và lông vũ trên hóa thạch khủng long đã phần nào giúp chúng ta khỏa lấp những khoảng trống rất lớn trong kiến thức của nhân loại về khủng long, nhưng vẫn chưa đủ để có thể phá giải nhiều bí ẩn đã tồn tại trong 200 năm qua, kể từ khi con người chính thức nghiên cứu khoa học về khủng long. Một trong số đó chính là chuyện sẽ, chuyện ấy, hoặc các bạn cũng có thể gọi bằng những cái tên mỹ miều như quá trình giao lưu và kết hợp mã gen giữa giống đực với giống cái. Vì vậy, nếu bạn hỏi một nhà cổ sinh vật học rằng liệu họ có biết chính xác quá trình đó diễn ra ở các loài khủng long như thế nào hay không, câu trả lời nhiều khả năng sẽ là không. Nhưng nếu bạn cho phép họ suy luận, suy đoán dựa trên kiến thức đã biết về động vật ngày nay và động vật cổ đại, bạn sẽ có một câu trả lời nhưng với độ chính xác không chắc chắn. Ngay cả một vấn đề cơ bản nhất là làm sao xác định được đâu là khủng long đực, đâu là khủng long cái trong các mẫu vật hóa thạch thôi đã là chuyện gần như bất khả thi. Cho đến nay thì các nhà cổ sinh vật học đã đề ra nhiều hướng để xác định giới tính của khủng long, chẳng hạn như dựa trên các đặc điểm về ngoại hình như mào, phiến sừng, đặc điểm về xương như là xương chậu, kiểu con cái sẽ có xương chậu lớn hơn con đực chẳng hạn. Đây thường gọi là sự dị hình giới tính, nghĩa là sự khác biệt có tính nhất quán giữa giống cái và giống đực của một loài. Nhưng về cơ bản thì những phương pháp này không hiệu quả lắm khi áp dụng cho xương khủng long vì số lượng mẫu quá ít. Có những chi và loài chỉ có duy nhất một mẫu vật, chẳng hạn như Cagnotaurus, nên coi như là khỏi tính tiền luôn. Có những chi và loài có nhiều mẫu vật hơn và giữa các mẫu vật cũng có sự khác biệt, nhưng chúng ta không thể biết đâu là đực, đâu là cái. Chẳng hạn như Stegosaurus, từng có lần các nhà cổ sinh vật học cho rằng con đực sẽ có gai nhọn và mạnh hơn, còn con cái sẽ có gai tròn hơn. Nhưng thật sự thì họ cũng không thể kiểm chứng được liệu có đúng cái con có gai nhọn và mạnh hơn là đực hay không, hoặc ngược lại. Thông thường thì nhiều người có suy nghĩ rằng cá thể đực sẽ to lớn và mạnh hơn cá thể cái, nhưng ở một loài như T-Rex, dường như mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Những con T-Rex to lớn hơn lại có vẻ là con cái, dựa trên xương chậu của chúng. Thế nên có vẻ trái ngược với nhiều động vật ngày nay, T-Rex cái mới chính là phái mạnh, chúng to lớn hơn, săn mồi giỏi hơn và có quyền lựa chọn bạn tình. Dù vậy, quy luật này cũng không thể áp dụng cho tất cả khủng long. Cho đến nay thì cách chắc chắn nhất để xác định giới tính khủng long chính là nghiên cứu mô xương của chúng. Ở chim, tức khủng long điểu, con mái thường tích lũy canxi trong khoang giữa của xương trước khi đẻ trứng. Lượng canxi dư thừa sẽ được dùng để tạo thành vỏ trứng. Vì vậy, khi người ta nghiên cứu các lát cắt của xương khủng long hóa thạch, nếu thấy sự hiện diện của loại xương gọi là xương ống tủy, họ sẽ biết đây là một con cái đã trưởng thành và sẵn sàng đẻ trứng. Còn nếu không có, có thể nó sẽ là một con đực, hoặc có thể nó là một con cái chưa trưởng thành hoặc chưa sẵn sàng đẻ trứng. Một điều nữa chúng ta cũng chưa biết rõ, đó chính là cơ quan sinh sản của khủng long trông như thế nào. Đúng là đã có một bước tiến vào năm 2021, khi một nghiên cứu dựa trên mẫu vật rác long kết Mông Cổ được lưu giữ tại Đức cho thấy, mẫu vật này vốn là một cá thể có bộ da hóa thạch được bảo quản tương đối nguyên vẹn, vẫn còn lưu giữ được cơ quan gọi là lỗ huyệt, vốn là cái lỗ đa năng phục vụ cho việc thải nặng, thải nhẹ và cả sinh sản. Điều này cho thấy khủng long có lẽ cũng giống như lưỡng cư, bò sát, chim và một số động vật có vú hiếm hoi, cũng sở hữu duy nhất một cái lỗ vừa dùng cho việc vệ sinh, vừa dùng cho việc duy trì nòi giống. Tuy nhiên những gì bên trong cái lỗ đó vẫn là một bí ẩn. Chúng ta cũng không thể dựa vào chim hay cá sấu để biết được cụ thể bên trong đó là gì, hay trông nó như thế nào,
bởi có quá nhiều sự khác biệt. Như tôi từng nói thì chim nhưng lại không có chim. Rất nhiều loài chim có thể lên đến 97% ở con đực dương vật của chúng đã bị tiêu giảm đến mức rất nhỏ, thậm chí gần như là không có. Nhưng ở một số loài như vịt, ngỗng, thiên nga hay các loài chim lớn không bay như đà điểu, chúng vẫn có dương vật, thậm chí rất dài nằm ẩn bên trong lỗ huyệt. Cá sấu cũng vậy, dương vật của chúng tuy không quá dài nhưng cũng khá khủng và nằm ẩn trong lỗ huyệt, chỉ khi cần dùng mới lòi ra. Suy đoán của các nhà khoa học là khủng long đực cũng sở hữu dương vật giống như cá sấu và các dòng dõi chim nguyên sơ như đà điểu chẳng hạn. Sự tiêu giảm của dương vật là đặc điểm của các loài chim tiến hóa hơn sau này. Dù vậy thì dương vật của khủng long cũng nằm ẩn bên trong lỗ huyệt, chứ không thòng lòng ra bên ngoài như động vật có vú. Tư thế trao đổi mã gen cũng là một chuyện gây đau đầu cho các nhà cổ sinh vật học. Khủng long phi điểu rất đa dạng, chúng vừa có điểm giống mà vừa có điểm khác so với các động vật ngày nay, kể cả họ hàng gần nhất là cá sấu cũng như con cháu trực tiếp là chim. Không giống như động vật có vú, ở các loài khủng long thì những bộ phận cơ thể thường ngày có thể trở thành vật cản khá lớn trong quá trình giao phối, chẳng hạn như đuôi, hay ở một số loài khủng long là gai lưng như Stegosaurus. Thế nên tư thế kiểu doggy của động vật có vú sẽ rất khó áp dụng được cho khủng long. Với những loài có đuôi to và dài, tư thế giao phối của chúng có thể sẽ giống các loài bò sát như rồng Komodo hoặc cá sấu. Con đực sẽ gác một chân lên hông của con cái, từ đó tạo điều kiện cho lỗ huyệt của hai bên tiến lại gần nhau ở khoảng cách gần nhất, trước khi dương vật của con đực thò ra và xâm nhập. Ở Stegosaurus thì mọi chuyện lại phức tạp hơn một chút. Chúng có phiến sừng khá cứng ở trên lưng và nếu đối phương giao phối theo kiểu nói trên, con đực sẽ buộc phải có dương vật rất dài để không bị phiến sừng của con cái đâm trúng. Hoặc chúng phải thay đổi tư thế một chút, con cái có thể nằm xuống đất và để con đực tiếp cận trong tư thế đứng, hoặc chúng cũng có thể quay mông vào nhau và để lỗ huyệt tiếp cận với nhau. Nhiều loài khủng long rất to lớn, chẳng hạn như Argentinosaurus. Bạn có thể tưởng tượng hai sinh vật dài hàng chục mét và nặng hàng chục tấn khi trao đổi mã gen sẽ chơi long đất lở như thế nào hay không? Có giả thuyết cho rằng khi những loài khủng long to lớn như vậy giao phối, chúng sẽ làm chuyện đó dưới nước để giảm áp lực lên cơ thể khổng lồ của mình nhờ lực nâng của nước. Điều đó có nghĩa là những cái hồ thời tiền sử sẽ trở thành bồn tắm tình yêu của các cặp khủng long khổng lồ. Tuy nhiên, dù là dưới nước hay trên cạn thì thời gian ân ái của hai bên nhiều khả năng sẽ rất ngắn, bởi kích thước khổng lồ sẽ không cho chúng làm chuyện đó trong thời gian quá lâu vì sẽ rất mệt mỏi. Loài động vật lớn nhất trên cạn hiện nay như là voi, mỗi lần giao phối cũng chỉ kéo dài từ 1 đến 2 phút mà thôi. Khủng long thậm chí có thể còn nhanh hơn thế. Một khía cạnh khác ở tình dục của động vật chính là những màn tán tỉnh hay đấu tranh để giành quyền giao phối. Khủng long được coi là một nhóm bò sát có mức độ tiến hóa khá cao, sở hữu trí thông minh ở mức khá và do đó, chúng có thể cần phải trải qua những nghi thức nhất định để tranh giành quyền giao phối. Các con đực có thể sẽ phải chiến đấu với nhau để xem ai mới là người được quyền di truyền lại bộ gen của mình cho đời sau. Một số có thể diễn ra cực kỳ bạo lực và đẫm máu, đặc biệt là những khủng long ăn thịt như T-Rex và họ hàng. Một nghiên cứu cho biết đã tìm thấy vết răng của đồng loại trên hộp sọ của các cá thể thuộc nhóm bạo long đã trưởng thành. Cá thể nào càng già thì càng bị đồng loại cắn nhiều. Tuy nhiên, ở những loài khủng long sau này, khi đã có lông vũ thì dường như chúng chuyển qua một quá trình giành quyền giao phối ôn hòa hơn, trong đó con đực chủ trương sử dụng nhan sắc của mình thông qua bộ lông và những điệu múa để thu hút con cái. Khủng long cái cũng không thể trao quyền làm cha của những đứa con tương lai cho bất kỳ con đực nào. Chúng sẽ phải lựa chọn những cá thể mạnh mẽ nhất, có thể thông qua một số đặc điểm như anh nào có sừng to hơn, có mào lớn hơn hoặc có khả năng nâng cổ cao hơn như ở khủng long cổ dài. Nhìn chung thì khủng long phi điểu, cũng như tất cả các động vật khác, đương nhiên là phải giao phối để duy trì nòi giống. Tuy nhiên tìm hiểu xem chúng đã làm chuyện đó như thế nào thì không hề dễ dàng vì bản chất của hóa thạch. Câu trả lời an toàn nhất khi ai đó hỏi bạn về chuyện ấy của khủng long là tôi không biết. Và thật sự cũng không có mấy người trên đời này dám tự tin nói rằng mình có thể nói chính xác cách khủng long phi điểu giao phối như thế nào. Chúng ta chỉ có thể suy đoán và tranh luận với nhau mà thôi. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.